Xin chào các bạn đến với kênh Nhân TV. Mình đã có mặt tại vườn bưởi nhà bác Châu ở đội 2 Liên Hiệp Phúc Thọ, Hà Nội. Và đây được rất vinh dự được bạn Quang là người hướng dẫn cho bác Châu cách tỉa cành như thế nào, và cùng tất cả công ty Silic Tân Phát Bắc Giang có mặt hôm nay ở đây. Xin anh Quang sẽ chia sẻ với bác Châu cùng với bà con cách tỉa cành, cành nào để, cành nào không nên để. Xin anh Quang bắt đầu. Và bác Châu có thể là câu hỏi cho anh Quang. Tất cả việc cây cối là tôi chưa lắm việc và tiện, cành nào có để cành nào, cành nào là anh làm và hướng dẫn để tôi biết tha tâm tôi làm. Đây cháu nói bà băng nhá. Đây này, trong một cây bưởi đây này, như cái cành này nó lên thẳng đây này là cành vượt này. Cành đợi đâu đấy, hết chất những cành nhỏ này này thì nó sẽ nhỏ lại mà có ra quả nữa, đâu không được quả. Thì tôi xin với bà con xin xin ông nói rõ thêm là tại sao không đấy là cái vườn giả tiền các bác xong rồi không quay phim không nhà đó. Nó là nguyên nhân thì sao? Nguyên nhân là cái cành này nó là cành vượt. Nhận biết thế nào? Nó là cành vượt, là cành cứ mọc thẳng lên đây. Là cành vượt cầm tiền giả. Nó dài này là cành vượt thì không bao giờ nó mang quả. Còn những cành mà nó mọc sang ngang này, đi sang ngang này thì bà con nên để. Đấy là những cành mang quả. Mượn ai về tại mà những cành sang ngang. Sang ngang là nên để. Nó vào sườn. Mà nếu mà cái cành mà nó bé quá. Anh chưa biết cái công nhân. Bé thì bà con cắt bỏ, còn cành to thì bà con nên để. Đấy, còn những cành vượt thì bà con cắt bỏ đây. Cành như thế này các bạn nhé, rất là đẹp. Nhưng mà phải cắt bỏ các bạn này. Còn đây. Đấy, vì nó là cành vượt. Còn đây nhá. Còn đây tôi xin thưa bà con nữa. Đây, cành này cũng không phải là cành vượt. Nhưng mà cành này nó là cành ba cạnh. Cành ba cạnh. Đấy, ba cạnh đây, tất cả ba cạnh này mà nó ra ngoài đây. Đấy. Thì không bao giờ nó mang quả ở đâu nên bà con cứ cắt bỏ. Cắt bỏ luôn. Đấy, mà bà con cắt đấy. Ấy, bà con phải cắt thịt vào đây này thì để cho chỗ này nó niên. Vâng. Bà con không được để đến thừa cái đầu cắt này của nó 2 phần 3 phần thì nó lại mất hút, mất chất dinh dưỡng. Vâng. Mà nó không được niên cái đầu này cho nên bà con cắt sát vào để cho niên. Đấy. Vâng. Đây còn những cành này cũng mọc trong thân này, ba cạnh này thì bà con nên cắt bỏ này. Cũng nên cắt bỏ đấy, này. Cũng nên cắt bỏ. Đấy. Cành ba đấy. Cạnh này, đây các bạn nhìn rõ ba cạnh luôn, hình tam giác đấy. Luôn. Đấy là nó không tròn mà nó có ba cạnh như này mình tam giác thì chúng ta nên cắt bỏ đi. Đấy. Còn đây nhá, biết bà con đây tôi nói bà con một lần đây nữa này. Còn cái cành này là cành mang quả này, nó mang quả đây rồi. Đấy, nó mang quả đây rồi, nhưng mà nó vẫn cái còn cái cuống này thì bà con sẽ cắt bỏ cái cuống này ráp vào đây đi. Đấy, cắt bỏ đi thì đấy. Sang năm chỗ này nó có những cái mắt ngủ này thì nó lại ra hoa tiếp. Vâng. Nó lại có quả đây tiếp. Còn nếu bà con này không biết các bà con cắt thịt vào đây thế là cái cành này mất mang quả suốt. Đấy, cho nên bà con mới cắt thịt. Còn nếu bà con vẫn để 2-3 phân này thì chỗ này lại không mang quả. Bà con cắt bỏ đi thì nó lại mang quả tiếp. Và nó mang quả suốt. Đấy, bao giờ hết cái mắt này của nó thì nó mới hết mang quả thì mình cắt bỏ. Còn đây nó vẫn còn mắt này. Mắt này mắt ngủ là nó lại mang quả tiếp. Vâng, thưa ông Quang là một số bà con là cứ cành tăm cành nhỏ là bỏ đi. Nó bỏ đi đấy là bà con không biết cho nên mình bỏ đi là mất mang quả. Vâng. Đấy. Vậy thì video này chúng tôi hướng dẫn các bạn là không nên cắt bỏ cành tăm. Bé quá thì cắt bỏ thôi. Nếu bé quá, cành xấu cành coi thì chúng ta nên bỏ. Còn với những cành tăm mà trông nó to mập mạp nó đẹp thì chúng ta nên để vụ tới nó sẽ ra quả tiếp. Còn đây nhá. Tôi xin thưa bà con này. Đây, như cái cành này nó cũng không cành vượt nhưng mà nó tít ở đằng ngoài đây thì nó vẫn mang quả được, nó không phải là trong thân. Đấy vâng. Thì nó vẫn mang quả được trên đây. Đây nhá. Vâng chị. Đây ba cái cành này, trong này có một cành này đã ăn thẳng ra này thì nó có bốn nhánh. Thì một nhánh dài này là nhánh sinh trưởng. Vâng. Thì suốt đời nó vẫn là sinh trưởng, còn ba cái nhánh nhỏ này là ba nhánh này là sinh sản. Sinh sản. Đấy vâng. Thì ba cái nhánh này bà con phải nên để, bà con đừng cắt. Nếu mà vâng. Cành này nó bé quá thì bà con cắt, còn nó ba cái này nó đều nhau và trong này nó tròn, ngoài này nó ba cạnh vẫn để được thì nó ba cành này là ba cành mang quả. Vâng. Nếu bà con cắt mất thì không bao giờ có quả, kể cả ngoài này nó cũng không bao giờ có quả. Suốt không bao giờ nó có quả. Đây là cành sinh trưởng. Vâng, đây là sinh trưởng. Sinh trưởng thì nó dài hơn. Vâng. Đấy, còn sinh sản thì nó bao giờ nó ngắn, nó chỉ 20 đến 25 phân thôi. Đấy, cho nên tôi khuyên bà con nên đừng cắt bỏ để mang quả. Vâng. Năm nay nó mang quả đầy. Có thể năm nay nó mang 2 quả. Đấy. Nhưng sang năm nó lại mang quả đầy thì cái này hai cành này nó lại không có nữa. Nhưng có khi nó lại có, nếu nó có mắt ngủ lại có tiếp. Còn bà con mà cắt mất thì mất suốt. Vâng. Đấy. Vậy thì với những cành sinh trưởng thì cũng có cành thì cắt bỏ nhưng cũng có cành phải cũng để. Có cành vẫn phải để. Vẫn phải để. Đấy. Để nó giúp cho những cành sinh sản phát triển tốt. Đấy nhá. Còn như cái cành này là tôi xin thưa bà con này, như cành này nó không có một cái cành nào mọc trong thân. Nhưng nếu có thì bà con phải nên để cách nhau ra. Tại vì nó không mang quả đâu. Vâng. Nhưng bà con vẫn phải để vì sao? Để vào đây nó có lá này, nếu mà nắng này, tháng 4, tháng 5 này nó mới che cái này.
che vào đây thì nó sẽ không bị dám cái vỏ này, nó không bị hỏng cái vỏ này, hỏng cái vỏ này nó khô, nó khô cái vỏ. Thì ngoài đây trước sau cái cành này nó sẽ bị hỏng. Nên bà con nên phải để một cái, hai cái, ba cái ở đấy để che. Đấy, nó che quả và nó che được cái thân này. Đấy. Thì nó có quả nó đỡ, mình không phải che quả nữa mà nó che được cả cái thân này, không có nó sẽ bị hỏng. Nó nắng tháng 4 tháng 5 nó hỏng. Nó bị khô. Đấy, nó khô mất. Vâng. Còn đây một cái này nữa. Để một cái này nữa đây nhá. Tôi xin thưa bà con, trong một cái cành này không phải là cành vượt, vẫn là cành mang quả, nhưng mà đây nó từ đây ra đây nó là cành sinh trưởng, nhưng mà đây nó không có một cái cành nào nó nhánh ra để nó sinh sản, thì tôi xin thưa bà con nên cắt ở đây. Đấy, cắt ở đây, một là những cái mắt đầy nó sẽ mang quả, hai là nó sẽ tỏi mầm. Năm nay nó không ra quả nhưng sang năm nó sẽ ra quả, bởi vì không có một cành nào là cành sinh sản. Thì bà con cứ cắt ở đây, xong bắt đầu thì sang năm nó một là ra quả, hai là nó sẽ ra 4 năm mầm ở đây. Thì các bà con lại để đến sang năm nó sẽ ra quả ở đây. Còn nếu bà con vẫn cứ để thế này. Vâng, vẫn để liên như thế này. Để liên này không bao giờ có quả. Nó vì nó không có một cành nào sinh sản. Vâng. Tiền sinh trưởng nó cứ dài 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 dài. Nó cứ dài mãi ra. Gần đây như cái cành này đây. Cành này đây vừa rồi nó có quả ở đây. Thì bà con lại cắt đây thì nó lại ra tiếp. Vâng. Đây, mắt này những mắt ngủ này nó lại ra quả tiếp ở đây. Vâng. Đấy, thấy là tôi đấy là bà con phải nên để ý. Nên chúng ta phải lưu ý. Vâng. Đây, còn một cái nữa nhá. Còn bà con mà ra vườn ấy mà thấy những cái mầm này là bà con vặt bỏ đi. Vâng. Tại thời điểm này. Tại thời điểm này bà con vặt hết đi. Sau thu hoạch là chúng ta phải. Bây giờ là ngày nay là hai mấy âm tháng 11 bạn nhỉ? Âm nào hôm nay 27. 27 tháng 11 âm là vẫn chưa để lộc các bạn nhá. Giờ là lộc đông nhá. Giờ vẫn là lộc đông. Vì năm nay lập xuân là mùng 4 Tết, tháng giêng mới là lập xuân. Bây giờ ra lộc là bị sớm các bạn nhá. Đây như cái cành này thì bà con cắt bỏ đây. Đây. Đấy, như cành này là phải cắt bỏ. Cành này là cành vượt. Cành vượt nhưng mà nó trong thân đây nó có ở đây nó che hết rồi. Thì mình nên cắt bỏ để nó sập xuống ra cái cành này nó mang ra ngoài đây. Đấy. Đây, những cái cành này thế này. Đấy là con cắt bỏ luôn. Những cái cành tăm này, cứ cầm tầm bé như thế này. Bé hơn thế này. Đấy, đi trong này nữa thì bà con cắt bỏ. Đấy, chỉ bớt lại cái chỗ này để nó ra tiếp. Đấy, còn những cái cành này không bao giờ có quả đâu. Đấy, còn bà con để nó mất chất dinh dưỡng thì bà con cắt này bỏ. Để đấy. Đấy như cành này thế này. Từ đây ra đây nó không có một cái mắt nào để mắt ngủ để nó mang quả, bà con cắt luôn bỏ. Không có để, không bao giờ có, nó không có một cái mắt nào tiền mắt. Không có. Ra đây thì nó định nhỏ quá. Đấy bà con mà để cho nó mất hút mất chất dinh dưỡng đây, không có một cái mắt nào mắt chờ để ra hoa. Vâng. Thì bà con nên cắt bỏ. Đấy các bà con nhìn thế. Ông có thể nói rõ hơn một chút về cái mắt ngủ để cho bà con biết là những mắt nào là mắt ngủ và những đây. Cái mắt nào là mắt mà không đây tới đây không ra quả. Đây. Trong một cái cành này tôi vừa cắt. Giờ tôi lại để lại đây nhá. Nó bà con nhìn này. Đây những cái mắt này là không phải mắt ngủ này. Mắt này là mắt nó mang cái mầm ra, nó ra mầm rồi. Mình vặt đi nhưng rồi. Mà mình vặt bỏ đi rồi nhưng mà đây nó không còn cái chỗ nào để nó chờ mầm ngủ nữa. Đấy thì bà con cắt bỏ. Không có triển vọng gì nữa. Không có triển vọng. Đây. Còn cái mắt này là mắt ngủ này. Đây, mắt này mắt ngủ là mắt mang quả này. Đấy, đấy thì bà con nhìn đến đây. Đấy nó nổi lên. Nó nổi lên như thế này đấy, là mắt ngủ này. Các bạn nhá. Đấy, bà con nhìn đấy, nó nổi lên là cái này nó sẽ ra hoa và ra quả. Đấy. Cái mắt. Nếu như bà con mà không biết, bà con lại cắt ngay cái đầu cành này thì đương nhiên mất hết mắt ngủ thì tới này nó đây, sẽ cái cành này này. Ra ít hoa ít quả hơn. Đây, mắt ngủ thế này. Đấy, mắt ngủ đây. Đây nó vừa ra đây nó ra đây. Mình đây đây là cắt rồi. Vâng. Đấy, cắt rồi bắt bỏ đi. Vâng. Thì sang năm nó lại ra tiếp ở đây. Nó lại ra hoa tiếp. Tức là với những cái cuống mình đã thu hoạch quả rồi. Đấy. Thì mình cắt tịt vào đây. Vâng. Thì để những cái mắt ngủ trong này là nay mai nó sẽ nó lại ra tiếp. Bật hoa lên. Hoa ra từ đó. Nó lại ra đấy. Quả luôn. Vâng. Đấy. Dừng để hướng dẫn khoanh vỏ một tí nhé. Cũng rất là cảm ơn chỗ chị Tân và chỗ anh Quang và chỗ Bắc Châu đã cho em được cái video để chia sẻ bà con cách tỉa tạo tán cho cây bưởi. Cách nhất đặc biệt là cái một cái hay khai thác chỗ anh Quang là bạn Quang mình là cái phân biệt cho bà con được cái mắt nào nên để, cành nào nên để, cành tăm thì vẫn khai thác nhưng mà tăm bé quá là ta phải cắt. Và phát hiện được cái cành ngủ và cành phát triển. Đấy, có những cành phát triển thì phải để che thân và để sinh sản tiếp cho các cái mắt sau này, để cho các, còn các cái nào cần để thì để, cái nào không để thì là để rồi. Thì cảm ơn chỗ bạn Quang và chỗ bác Tân và chỗ bác Châu nhé. Vâng. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn vì sao xin chào. Xin chào bà con nhá. Thưa bà con, làm để có những vụ bưởi năng suất chất lượng cao thì cái việc cắt cành tạo tán phân khoảng ánh sáng là vô cùng quan trọng. Nếu như chúng ta không biết cắt cành tạo tán mà chúng ta cái cành
sinh sản thì chúng ta lại cắt đi mà cành sinh trưởng chúng ta lại để, thì đương nhiên là cây bưởi đó là sẽ bị mất mùa. Chính vì vậy mà chúng ta có những cái lưu ý rất đặc biệt là sau thu hoạch thì chúng ta phải có một cái công đoạn là cắt cành tạo tán phân khoảng ánh sáng và bón phân Zinc kịp thời vụ, đúng thời điểm để có được những cái mùa vụ tốt. Thì bên công ty của chúng tôi đã làm cái clip này để hướng dẫn bà con một cách rất là chi tiết cụ thể. Và mọi cái thắc mắc về cắt cành tạo tán, rồi thì khoanh vỏ, rồi cũng như là một số kỹ thuật về chăm sóc bưởi diễn, hoặc một số bưởi, ví dụ như bưởi đoan hùng hoặc bưởi da xanh vân vân, thì bà con hãy liên hệ với ông Nguyễn Hữu Quang với số điện thoại nào. Số điện thoại của tôi là 0908 01 3591. Vâng, chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại ở đây để bà con tiện liên hệ. Và mọi những cái thắc mắc về phân bón Silic thì các bạn hãy liên hệ với tôi là Mít Thanh Tân. Số điện thoại của tôi là 0904007066 hoặc 0914618969 để được cập nhật những thông tin mới nhất và để là người đón nhận những video đầu tiên. Thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và chia sẻ những video này cho mọi người thân cùng biết. Và mọi những cái chia sẻ của các bạn thì là một cái cổ vũ rất lớn để động viên công ty của chúng tôi làm nhiều video hay hơn nữa, thiết thực hơn nữa. Và một lần nữa thì xin cảm ơn được bác Giang Văn Châu, cảm ơn ông Đức Nhân TV, cảm ơn nghệ sĩ Phi Hùng, cảm ơn ông Nguyễn Hữu Quang và kính chúc bác và các gia đình đều được mạnh khỏe và đón một cái vụ bưởi được bội thu. Cảm ơn bác nhé, cảm ơn chị Tân và cảm ơn chú Văn Quang. Cảm ơn anh Phi Hùng, cảm ơn chú Văn Quang, cảm ơn anh Phi Hùng nhé. Xin chào các bạn. Đi,